ma lực làm cho thân thể người bị gá đột nhiên biến mất nó đang ngồi nói pháp ở đó bỗng dưng không còn ai thấy nó nữa đây là một dạng nhân không pháp không người và pháp đều không rồi từ hư không bỗng dưng nó lại hiện ra khi còn khi mất một cách tự tại rồi một vài phút sau từ ma lực làm cho thân thể của người bị gá đột nhiên biến mất nó đang ngồi nói pháp ở đó bỗng dưng nó lại hiện ra khi hiện ra ra khi biến mất tùy ý muốn nếu nó muốn hiện ra thì nó hiện nếu muốn biến mất thì nó biến nó đều tự điều khiển theo ý của nó hoặc hiện thân trong suốt như Ngọc lưu Ly pha Lê đến nỗi các ông có thể nhìn suốt qua thân thể của nó khi duỗi tay chân ra thơm mùi hương trên đàn hoặc đại tiểu tiện ra chất cứng như đường phèn nó phỉ bán giới luật nó nói đừng bận tâm với việc giữ giới luật đó là việc của hàng tiểu thừa các ông cần gì phải giữ nó giới luật chẳng có gì quan trọng cả khinh thường các vị xuất gia nó nói không cần phải xuất gia nếu muốn tu hành thì cứ việc tu cần gì phải xuất gia mới tu được có gì khác nhau giữa cư sĩ với người xuất gia nào đó là cách nó khinh tiện giới xuất gia kinh văn khẩu trung thường thuyết vô nhân vô quả nhất tử vĩnh diệt vô phục hậu thân cập chư phàm thánh tuy đắc không tịch tiềm hành tham dục thọ kỳ dục giả diệt đắc không tâm bát vô nhân quả việt dịch nó thường nói không có nhân quả khi chết là hoàn toàn mất hẳn chẳng có đời sau chẳng có thánh phàm dù các vị ấy đã được không tịch nhưng vẫn lén lút làm chuyện dâm dục người cùng nó làm chuyện dâm dục cũng được tâm rỗng không và bài bác nhân quả Giảng. Dạ. Nó thường nói không có nhân quả, đừng tin vào luật nhân quả, nó nói chuyện ấy hoàn toàn sai lầm, chẳng bao giờ có việc ấy. Nó nói khi chết là hoàn toàn mất hẳn, một khi đã chết đi là mình vĩnh viễn không trở lại giống như ngọn đèn đã hoàn toàn tắt ngấm nó nói chẳng có đời sau chẳng có người phàm kẻ thánh bất quá chỉ là những lời nói mà thôi mặc dù các vị ấy đã được không tịch nhưng vẫn lén lút làm chuyện dâm dục mặc dù đã chứng được vài nguyên lý về không họ vẫn lén lút hành dâm người cùng nó làm chuyện dâm dục cũng được tâm rỗng không và bài bác nhân quả nó có cảm tưởng không cần phải tin vào luật nhân quả nữa